kia rồi, thác phủ môn đây rồi, cửa rồng kia rồi. Cố lên anh em, quyết tâm vượt thác, quyết tâm vượt Long Môn. Ui da, đau quá. Ôi, ôi, chết tôi mất. Cố lên các bạn, chúng ta đã vượt qua hành trình gian nan mới đến được thác vũ môn này. Cửa rồng kia rồi, cố lên một chút nữa thôi các bạn ơi. Đúng vậy, phải cố lên thôi. Tôi tính chúng ta về thôi. Có lẽ chúng ta chưa đủ công phu rồi. Phải đấy, cố nữa có khi bỏ mạng nơi này mất. Anh chép đỏ cứ cố kiết làm gì chứ, rồi lại tuột xuống thôi. Đấy, đấy, thấy chưa? Thôi, anh chép đỏ ơi, lại đây nghỉ một lát lấy sức quay về, đừng cố nữa. Tôi cố thêm chút nữa thôi. Nhanh nào, bác Mây, bác Sớm ơi, có khi cá chép đã vượt vũ môn bay về trời rồi đấy. Tôi đã giục mọi người đi xem sớm hơn rồi mà không nghe. Chưa đâu, chưa đâu. Nếu cá chép hóa rồng, thì từ phía thác vũ môn, ta sẽ nhìn thấy một tia hào quang đỏ bay phục lên. Ơ, chép đỏ, đi đâu đấy? Về luôn đấy à? Anh chép đỏ đã qua được Long Môn, đã hóa rồng. Ôi, tiếc quá, tiếc quá. Giá chúng ta cứ cố gắng nhảy thêm thì đã được hóa rồng cả rồi. Chúng ta đã phải trải qua bao cuộc thi tài từ mọi miền sông nước, ngược sông, vượt thác gền để đến đây. Chẳng lẽ chúng ta lại về không thế này sao? Đây đã là năm thứ ba tôi đến thác Vũ Môn này và không thể qua được Long Môn rồi đấy. Hai, trở về thế này thì mất mặt với họ hàng và láng giềng lắm. Chúng ta hãy cùng đến gặp Long Vương, xin hạ thấp Long Môn xuống tầng thác thứ nhất. Mọi người đồng ý không? Phải đấy, phải đấy. Thế mà bao lâu ta không nghĩ ra, đi ngay thôi. Họ nhà chép có chuyện gì mà lặn lội tới tận đây? Năm nay đã có chép đỏ hóa rồng, còn không về nhà ăn mừng đi à? Bẩm Long Vương, chúng tôi đến đây có một việc cầu xin ngài. Xin ngài hãy hạ thấp Long Môn. Hạ thấp Long Môn? Tại sao? Bẩm ngài, Long Môn đặt trên tầng thác thứ ba thật cao vời vợi. Chúng tôi là những người tài giỏi nhất họ nhà chép rồi, mà nhảy đến sức cùng lực kiệt vẫn không qua được. Cầu xin ngài hãy hạ thấp Long Môn, cầu xin ngài. Không được, từ xưa đến nay Long Môn luôn ở độ cao ấy, chỉ có thể nâng cao thêm lên chứ không hạ thấp được đâu. Các người mau về cả đi. Cầu xin Long Vương, cầu xin ngài. Nếu ngài không đồng ý, chúng tôi xin quỳ mãi ở đây. Không được, các ngươi làm gì cũng vô ích thôi, ta không thể đồng ý đâu. Ta đến chịu các ngươi, đúng là gan lì có thừa. Thôi được rồi, ta sẽ hạ thấp Long Môn, mau đến thác Vũ Môn mà hóa rồng cả đi kẻo muộn. Cảm ơn Long Vương, họ nhà chép sẽ đời đời ghi ơn ngài. Còn đầu mình vẫn là cá nhỉ? Mà cứ lượn lờ mãi ở đây, chẳng có gì khác cả. Ừ, chẳng khác gì khi chúng mình là cá nhỉ? Mà không thấy rồng đỏ đâu nhỉ? Mà sao tôi bay lên cao mãi mà chẳng được thế này? Cụ tôi trước lúc mất đã dặn tôi cố gắng tập luyện để có thể vượt Long Môn vinh danh dòng họ. Cụ nói khi được hóa rồng thì có thể bay vuốt lên trời và cảm thấy tột đỉnh vinh quang. Thế mà tôi chẳng thấy gì, bay lên cũng không nổi thế này. Chúng tôi cũng vậy. Thế này là sao? Hay chúng ta làm một chuyến đến Thỉnh Long Vương đã? Phải đấy, lên đường nhé.
Các người muốn biết tại sao cảm giác khi là rồng cũng chẳng khác gì khi tất cả đều là cá phải không? Hãy nhìn vào gương kia đi, đó là bạn cá chép đỏ của các ngươi đấy. Ôi, phải như thế mới là rồng chứ. Chúng mình nửa cá nửa rồng thế này thì làm sao mà bay được lên trên đó chứ? Ôi, Long Vương, xin ngài hãy cho phép chúng tôi trở lại là cá để chúng tôi cố gắng vượt Long Môn. Long Môn thực sự không thể hạ thấp. Nếu các người muốn có cảm giác thực sự của con cá chép được hóa rồng thì phải nhảy qua được cái cửa rồng giữ nguyên độ cao ban đầu ấy. Còn bây giờ, phải chấp nhận sự thật thôi. Bây giờ có muốn trở lại là cá như xưa cũng không được. Chúng ta không còn cơ hội được biến thành rồng nữa rồi. Mụn sẹo thâm. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, với kem rửa sạch hàng ngày và kem bôi giúp giảm mụn, mờ sẹo thâm, sáng mịn da. Vanessa Acne, mụn rời xa, da láng mịn, hiệu quả cho cả nam và nữ. Em của con hả mẹ? Đúng rồi, gấu bông là em của con đấy. Con có yêu nó không? Có ạ, nhưng hôm nay con cho nó ăn bánh mà nó chỉ nhìn con thôi mẹ. Đúng rồi, con có biết tại sao không? Là vì nó nhường con đấy. Nó nói với mẹ để chị ăn cho chóng lớn. Thế hả mẹ? Sao nó chẳng nói với con mà chỉ nói với mẹ thế? Ồ, bởi vì nó bảo chị hư lắm, không nghe lời mẹ. Nó buồn ngủ lắm rồi, mà chị thì mãi không chịu ngủ. Chị phải ngủ sớm và đúng giờ cơ. Đúng rồi, nếu con chịu ngủ sớm, ba mẹ sẽ mang về nhiều em gấu cho con. Thế hả ba? Vậy con sẽ đi ngủ ngay đây. Con ngủ ngon nhé. Mai mẹ lại kể chuyện cho con nghe. Alo, tôi nghe. Xin hỏi, anh có phải là chồng của chị Nguyễn Thị Hoa không? Vâng, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì thế ạ? Chị Hoa bị tai nạn xe nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sao? Sao có thể? Thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ? Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đang cấp cứu, nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng vào kỳ tích mà thôi. Mẹ ơi! Mẹ! Ba ơi! Sao mẹ cứ nằm im không trả lời con thế hả ba? Mẹ vẫn còn mệt con ạ. Để yên cho mẹ ngủ con ạ. Sao ba chưa kể chuyện cho mẹ nghe mà mẹ đã ngủ rồi? Ba quên. Thế ba để con kể chuyện cho mẹ nhé. Mẹ ơi, sao mẹ không về nhà với con? Kể chuyện cho con nghe, mẹ đã hứa thế rồi mà. Mẹ ơi, tối nào ba cũng kể chuyện cho con nghe, rồi con lại ngủ với em gấu mẹ. Cứ thế, hằng ngày cùng ba vào thăm mẹ, cô bé Bibo say sưa kể chuyện cho mẹ nghe với một tình cảm chân thành và trước khi về, không bao giờ quên hôn mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ ơi, hôm nay con lên lớp mẫu giáo lớn rồi. Con gặp được nhiều bạn lắm mẹ ạ. Lại còn có đồng phục đẹp nữa. Con mặc đến cho mẹ xem này. Có đẹp không mẹ? Mẹ có thích không? Mẹ ơi, mẹ có biết không? Ba hôm qua tráng trứng bị cháy đấy mẹ ạ. Con thích nhất món trứng tráng mẹ làm. Mẹ sớm khỏe rồi lại nấu cho con nữa mẹ nhé. Không nhớ con sao? Con và ba nhớ mẹ nhiều lắm. Bảo anh của mẹ luôn ngoan mà. Mẹ đừng bỏ Bảo Anh mẹ nhé. Hôm nay tôi vẫn muốn khuyên anh lần nữa. Đã 6 năm trôi qua, tôi nghĩ anh nên để cho chị được ra đi thanh thản. Như thế sẽ tốt cho cả gia đình anh và cho bản thân chị mà. Kéo dài như thế chỉ khiến nỗi đau của gia đình càng thêm dai dẳng, và cũng lấy đi cơ hội sống của những người khác.
Tôi vẫn hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ lại. Em à, em đã ngủ suốt 6 năm. Bé Bảo Anh năm nay đã 10 tuổi rồi. Con bé rất ngoan, luôn cố gắng tự làm mọi việc. Anh và con đều rất nhớ em. Liệu để em nằm mãi như thế có tốt cho em không? Nếu em thật sự không tỉnh lại, con sẽ bị tổn thương rất nặng. Vì con bé đã luôn hy vọng 6 năm qua. Có lẽ đã đến lúc anh nên để em ra đi. Anh và con không thể mất em. Dù phải đợi bao nhiêu năm, anh cũng sẽ đợi. Bác sĩ nói gì vậy ba? Con nói bao giờ mẹ tỉnh lại không ba? Không con ạ. Nhưng ba con mình cần phải kiên trì, tin rằng rồi mẹ sẽ tỉnh lại. Ba ơi, hình như tay mẹ vừa cử động. Hoa. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Chó ngoan, ăn rồi trong nhà, không được đi ra ngoài chơi đâu đấy nhé. Ai mà nằm im một chỗ được chứ? Cửa nhà đóng kín mít thế kia thì sợ gì nữa? Ăn mau còn đi chơi thôi. Còn nửa bát, để dành chốc về mình ăn nốt. Từ ngày mình tìm ra cái lỗ này, tha hồ mà ra ngoài mà ông chủ không hề hay biết. Chứ cứ ở nhà mãi thì chết vì buồn mất thôi. Ôi, đói quá. Ôi, thức ăn. Sao cái bát lại trống không thế này cơ chứ? Nhất định đã có kẻ lén vào ăn sạch thức ăn của mình. Phải tìm ra kẻ đó và cho nó một trận mới được. Thì ra là mày. Sao mày dám vào đây ăn trộm thức ăn của tao hả? Ôi, em... Anh tha cho em. Lần sau mày mà còn dám vào đây nữa thì đừng trách. Cút mau. Mình phải bịt ngay cái lỗ kia vào mới được. Không thể để cho cái thằng ranh kia con đường mà mò vào đây ăn trộm nữa. Bây giờ thì để xem mày làm thế nào ăn được thức ăn của ta. Đi thôi, lát nữa về lại chén tiếp. La 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 la. Hả? Trời, mình đã bịt lỗ lại rồi. Thì làm sao đi ra ngoài chơi được nữa? Đúng là người đời nói chẳng sai.
mở lối cho mình cũng là mở lối cho người, chặn lối của người cũng là chặn lối của mình. Muốn sẹo thâm, bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, với kem rửa sạch hàng ngày và kem bôi giúp giảm mụn, mờ sẹo thâm, sáng mịn da. Vanessa Acne, mụn rời xa, da láng mịn, hiệu quả cho cả nam và nữ.